Dạ thì nếu lâu nay cô chú và anh chị đang quan tâm đi tìm một căn nhà gần hướng quốc lộ 50, một căn nhà có diện tích cực kỳ rộng rãi để gia đình mình có thể ở được đông thành viên nè, mà phân khúc giá tầm tài chính 1 tỷ, 1 tỷ hơn một xíu, có sổ hồng để mình yên tâm về mặt pháp lý, thì hãy cân nhắc căn nhà ngày hôm nay của em Thương ha. À, vì ngày hôm nay quay trở lại thì em Thương lại có một cái căn nhà rất là đặc biệt, nhà ngợp, chủ đang cần tiền, bán gấp cho cô chú và anh chị nào có nhu cầu. Một căn nhà có tổng diện tích là 440 m², ngang 22, dài cho 20, pháp lý là sổ hồng riêng, có hỗ trợ cô chú và anh chị mình vay ngân hàng. Và căn nhà này cô chú và anh chị mình nghĩ có giá trị bao nhiêu ạ? À, không những căn nhà này đâu, mà gồm một căn nhà này và ba căn kiosk kế bên thôi cô chú và anh chị, tổng diện tích là 440 m², sổ hồng riêng, giá chỉ có 1 tỷ 600 triệu thôi cô chú và anh chị ơi. Cô chú và anh chị mình không nghe lầm đâu, 1 tỷ 600 triệu là mức giá tổng không phát sinh, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Vì lý do là gia chủ hiện tại đang nợ rất là nhiều, ngợp thật rồi cô chú và anh chị, nên hạ giá bán nhanh cho cô chú và anh chị căn nhà này. Và trước khi mà đi vào chi tiết của căn nhà thì em Thương sẽ nói một cái vị trí chính xác cho cô chú và anh chị mình tiện tham khảo luôn. Căn nhà này thì nằm thuận tiện hơn ở phần quốc lộ 50. Cô chú và anh chị đang ở các quận trung tâm có thể di chuyển theo hướng quốc lộ 50. Bến xe quận 8 mình chạy thẳng xuống cầu Âm Thìn, ngã ba Tân Kim. Xuống khu vực này thì đâu đó khoảng tầm là từ ngã ba Tân Kim xuống khu vực này thì em Thương nhắm chừng đâu đó khoảng tầm 5-6 cây số ha. Khu vực này là gọi là cầu Mòng Gà. Mặt tiền đường nhà mình gọi là đường thông, phía bên tay phải cô chú và anh chị mình rẽ ra là cầu Mòng Gà, phía bên tay trái mình di chuyển thẳng ra cô chú và anh chị mình rẽ trái lần nữa là mình ra khén Mòng Gà, còn rẽ phải là cô chú và anh chị mình di chuyển về cầu Thủ Bộ nè, hướng Tân Tập, cảng quốc tế Long An ha. Căn nhà này thì gồm một căn nhà cấp 4 xây dựng kiên cố, chắc chắn, tường riêng, móng riêng, ốp lát sạch sẽ, và ba căn kiosk kế bên. Nhà này cô chú anh chị mình về là mình có thể làm nhà vườn ha, hoặc là mình có thể vừa ở vừa kinh doanh cho thuê luôn. Ba căn kiosk kế bên thì được xây dựng rất là kiên cố ha. Mình có thể ở đây thì em thường thấy là cô chú anh chị mình có thể dễ cho thuê vì nằm gần rất là nhiều công ty xí nghiệp ha. Ba căn kiosk này thì mình cho thuê giá tầm trung thôi, khoảng tầm 1 triệu một tháng, thì đó tất nhiên là sẽ có rất là nhiều người cho thuê ha. Đồng hồ điện nước riêng hoàn toàn hết nè, mình xài bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu, không ảnh hưởng phiền hà gì đến ai. Ở ngoài thì được lót gạch sạch sẽ nè, bên trên thì là mái che, rào kính cổng cao tường hết rồi. Và bây giờ thì em Thương sẽ di chuyển vào căn nhà chính để giới thiệu cho cô chú và anh chị mình trước, sau đó thì em Thương sẽ quay rõ hơn những cái công năng sử dụng bên trong những căn kiosk này cho cô chú và anh chị mình tham khảo ha. Dạ thì căn nhà cấp 4 này á, lúc trước là gia chủ ở bên đây để tiện quản lý cái việc cho thuê của mình, nên là xây dựng rất là chắc chắn kiên cố, gạch thì được ốp từ chân tường nè lên tới trên trần luôn, toàn bộ đóng trần la phong nè. Căn nhà của mình hình như là căn gốc thôi cô chú bạn chị, vì em thường thấy nè bên hông mình còn có một cái con đường đi nữa dẫn vào nhà dân bên trong rất là đông đúc, chỗ những cái cửa sổ thông thoáng mát mẻ nè. Và căn nhà này thì được thiết kế là 2 không gian phòng ngủ, kèm theo đó là một nhà vệ sinh, một nhà bếp. Căn phòng ngủ nào cũng rộng rãi, để được nhiều nội thất cơ bản cần sử dụng, giường tủ quần áo rồi ha, có máy lạnh nè, có quạt ha. Căn phòng này thì được trổ 2 cửa sổ và 2 cửa chính. Cô chú và anh chị mình về có thể thiết kế lại theo cái mục đích cần sử dụng của gia đình mình ha. Và đây là căn phòng ngủ số 2 nè. Căn này phòng ngủ này thì cũng khá rộng rãi, có cửa sổ bên hông cái đường đi nữa. Khu vực nhà mình rất là đông đúc, phía sau nhà dân còn rất là nhiều, cô chú và anh chị mình yên tâm về cái độ giải tỏa quy hoạch ha. Và nhà mình thì là có số nhà sẵn rồi, cô chú và anh chị nào đắn đo lúc trước mà đi tìm những căn nhà mà chưa có số nhà thì hãy cân nhắc căn nhà ngày hôm nay của em Thương ha, chỉ có giá là 1 tỷ 6 thôi cho 440 m², một căn nhà kiên cố kèm theo 3 căn kiosk, pháp lý sổ hồng riêng, mua bán công chứng sang tên trong ngày. Và đây là nhà vệ sinh để cho mình sử dụng chung. Trang thiết bị nội thất cơ bản có đầy đủ. Khu vực của mình thì sử dụng nước máy và điện nhà nước thôi cô chú và anh chị, xài bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu, đồng hồ điện nước riêng, và kể cả 3 căn kiosk cũng là đồng hồ điện nước riêng luôn, nên là mình rất là dễ dàng cho thuê, rất là dễ quản lý thôi cô chú và anh chị. Khu vực bếp rộng rãi nè, để bàn ăn, kệ tủ trên dưới có đầy đủ, mặt bếp có gạch sạch sẽ. Và bây giờ thì em Thương sẽ di chuyển ra mặt tiền để cho cô chú và anh chị mình dễ quan sát cái mặt dựng căn nhà cũng như là đường xá ha. Đường trước nhà thì rộng khoảng tầm 5 mét, được đổ bê tông nè, ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, xe tải di chuyển ra vào thông thoáng thoải mái. Và mặt tiền đường này lại là đường thông không quý cô chú và anh chị. Dạ thì hiện tại vị trí mà em Thương đang đứng là mặt tiền đường thông ha. Căn nhà của mình là nằm ngay trên mặt tiền đường này luôn. Phía bên tay trái là cô chú và anh chị mình di chuyển ra hướng quốc lộ 50, ngay chỗ chân cầu Mòng Gà ha. Phía bên tay phải là cô chú và anh chị mình di chuyển nè. Mình rẽ trái là mình ra khén
cầu Hồng Gà, rẽ phải là cô chú anh chị mình về Tân Tập, Thủ Bộ cũng như là cảng quốc tế Long An ha. Một cái con đường thông rất là rộng rãi nè. À, khu vực này thì cách bay bán kính khoảng tầm 1 đến 2 cây số trở lại là cô chú anh chị mình có trường học, có chợ, có Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động. Nhà mình thì được xây dựng kiên cố chắc chắn nè, mặt tiền đường thông mình có thể kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ nhưng mà phố ăn uống nước nè, mở qua tập quá ha, xe cộ chạy qua lại đông đúc tấp nập thường xuyên nè. Lợi thế này thì mình có thể kinh doanh, nhà dân khu dân cư phía trong còn rất là nhiều nè. Và đây là mặt dựng căn nhà của mình, mời cô chú và anh chị mình cùng quan sát ha. Và đây là số nhà của mình, có số là 81 đường ấp 3, thuộc ấp 3 xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Thì khu vực nhà mình là được phép xây dựng tự do, thì em thương xin được chia sẻ về rõ hơn pháp lý của căn nhà này. Nhà mình 440 m², sổ hồng riêng, đất lúa ha quý cô chú và anh chị, khu vực được phép lên thổ. Vì lúc trước là gia chủ là dân địa phương, ở như thế này thôi không có nhu cầu lên thổ, nhưng mà ngày hôm nay cần tiền nên bán lại cho cô chú và anh chị. Nếu cô chú và anh chị mình có nhu cầu muốn lên vườn hoặc lên thổ căn nhà này thì em thường sẽ hỗ trợ cô chú và anh chị mình về mặt pháp lý, nên là cô chú và anh chị mình cứ yên tâm. Nhà mình là mua bán sang tên công chứng trong ngày, bao toàn bộ chi phí sang tên công chứng cho cô chú và anh chị mình hết luôn. Dạ thì nãy giờ là những thông tin cũng như là em thương đã quay sơ cho cô chú và anh chị mình quan sát căn nhà này rồi. Những công năng sử dụng thì em cũng đã chia sẻ. Vị trí này thì cô chú và anh chị đi xem nhà có thể đến chân cầu Mồng Gà, em thương sẽ đón cô chú và anh chị mình nha. Cuối cùng thì em thương xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp. Hẹn gặp lại tất cả cô chú và anh chị trên video tiếp theo.